Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với chuỗi video clip mỗi ngày một cấu trúc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cấu trúc là look back on hoặc là at something, có nghĩa là nhìn lại, nhớ lại những cái gì ở trong quá khứ, đúng không ạ? Các bạn nhớ nha, look back thì đi với giới từ on hoặc là giới từ at, đúng không ạ? Something có nghĩa là một cái gì đó. Chúng ta qua có các câu ví dụ nha. Ví dụ thứ nhất, sometimes I look back on my childhood and laugh. Có nghĩa là thỉnh thoảng thì tôi nhìn lại cái thời thơ của tôi, nhớ lại thời thơ của tôi thì tôi như thế nào đây? Tôi cười, đúng không ạ? Đó, tức là khi mà nhớ lại cái thời thơ ấu thì tôi là gì? Tôi cười. Ở đây mình dùng công thức là look back. Look back giới từ là on nha các bạn. Rồi, chúng ta qua ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai tiếp tục. We occasionally look back on our school days with fond memories. Có nghĩa là chúng tôi thì cái từ này cũng là từ đồng nghĩa với từ sometimes, tức là thỉnh thoảng, đúng không ạ? Chúng tôi thì thỉnh thoảng nhìn lại những cái ngày đi học của chúng tôi, đúng không? Our school days có nghĩa là những ngày đi học của chúng tôi, thì với cái gì đây? Tức là với những cái ký ức đẹp, đúng không ạ? Tức là những ngày đi học của chúng ta thì có những ký ức đẹp mà khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy những cái ký ức đẹp đó, đúng không ạ? Các bạn nhớ nha, look back đi với giới từ on, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta qua một ví dụ cuối cùng nha. Ví dụ các bạn nói là do you ever có nghĩa là bạn có bao giờ look back on, có nghĩa là nhìn lại hay nhớ lại gì đây, your early teenage years nha bạn nhé. Thì các bạn có bao giờ mà nhìn lại cái những năm đầu tuổi niên thiếu của bạn hay không? Đó, do you ever là bạn có bao giờ. Ở đây các bạn học luôn một cấu trúc nè, do you ever cộng với một động từ. Bạn có bao giờ yêu tôi không thì các bạn nói là do you ever love me, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì trong trường hợp này thì mình dùng cái từ những năm đầu, đúng không? Những năm đầu thời tuổi niên thiếu, ví dụ vậy, đúng không ạ? Teenage years, đúng không ạ? Rồi, thì mình mong rằng là các bạn sẽ hiểu được cách sử dụng công thức này và cố gắng đặt từ 3 đến 5 câu xuống dưới phần bình luận YouTube nhé. Rồi mong sao là các bạn cũng có thể duy trì được một thói quen tốt và mỗi ngày học một cấu trúc cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.